Let's check out. Hai đợi bấm người. Vẫn còn khỏe lắm. Vẫn bài mồi ngô ung ủ. Hôm nay Hải đang trộn thêm tí khoai à. Bột thế nặng. Xem đây ạ. Chép đẹp luôn. Con này om dưa thì tuyệt vời. Nó đâu? Tính hai lưỡi vào mồm. Khá đẹp. Nhìn mồm to như này. Tay Hải đang đấy. Con này tầm 3 cân thôi. Cho gió tí thịt sau. Đang xin chào bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đăng Phát Sinh.